Hornet. Hôm nay mình lại có một chiếc Suzuki Hayate nữa các bạn. Đây, chiếc này là khách người ta đem tới là để lâu quá là không nổ máy được. Bây giờ mình khắc phục là mình là sẽ tìm hiểu là mình sửa chữa như là kiểm tra bình ắc quy, kiểm tra bình xăng con, làm lại hệ thống phun xăng, phun xăng cơ nha các bạn. Để kiểm tra lại ràng hơi lấy hơi, kiểm tra lại bình xăng chính, kiểm tra lại bình xăng phụ, bình xăng con, làm sạch vệ sinh cái lưới lọc và mình sẽ nạp điện lại cho nó các bạn ha, để phục hồi lại cho nó khởi động lại bình thường các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở mấy cái bộ phận này ra nè các bạn, giống bộ hõm vậy đó. Mà chiếc này khác nha các bạn ha, chiếc này màu đen, tem màu cam, còn chiếc kia là tem màu xanh nha các bạn. Đây hai cho te luôn các bạn ơi, 125 đó các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn theo dõi mình nha, mình mở mấy ngóc này ra nè, mình cũng chia sẻ với các bạn luôn ha. Mở ngóc này ra tại cái mấy em này là để xe này 3-4 tháng là chưa có nổ máy được. Rồi bây giờ là mình phải mở cái này ra để mình đây mình kiểm tra mấy cái hệ thống này. Rồi thứ nhất, cái thứ hai là kiểm tra điện này, nạp điện lại cho cái này ha. Rồi làm lại cái hàng này coi có nó có phun xăng đầy đủ không các bạn ha. Rồi mình làm cái gì đó thì mình cũng phải chia sẻ cho các bạn được cái kinh nghiệm để mình khắc phục những cái xe gộ để mình tự có thể là không ra tiền các bạn, mình sửa chữa tại nhà. Các bạn theo dõi video của mình nha, mình sẽ làm cái gì thì các bạn theo dõi video của mình để đó đây để mình chia sẻ với các bạn về những cái kinh nghiệm để sửa chữa những chiếc xe này các bạn ha. Rồi các bạn xem mình làm thôi. DCV75 nha các bạn, đo điện một chiều á, đen là mát, đỏ là vô ha, kiểm tra điện, bình điện này yếu hoàn toàn nè các bạn, đây, nè, mình kiểm tra điện nè, các bạn thấy không? À, mình đo điện nè, ví dụ cái mức số 10 các bạn, chưa được 10V nữa, cái này là mới được có 4-5V gì à? Rồi các bạn ha, rồi mình phải nạp điện lại cho nó các bạn ha. Rồi sau khi mình nạp điện xong á thì mình sẽ khắc phục tiếp các bạn ha. Bước đầu tiên là mình phải cho nó đủ điện, xong rồi bước thứ hai là mình phải cho nó có nguyên liệu, bước thứ ba là coi nguyên liệu nó có phun không. Thì những cái bước đó thì mình sẽ thứ nhất là hai bước rồi, bước thứ tư nữa là mình kiểm tra hệ thống đánh lửa của buri đó. Thì ba bước đó tốt á thì máy sẽ hoạt động nha các bạn ha. Rồi các bạn xem video thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Sau khi mình biến hết điện mình thì mình sẽ các bạn câu gì được cấp điện vô cho nó các bạn ha. Thì mình đang làm cái hệ thống này là mình đang nạp điện là cho cái bình ắc quy các bạn. Thì thử cái vấn đề này xong đi rồi mình tính tiếp cái vấn đề này các bạn ha. Giờ mình xả đáy, mình xả đáy của mình xăng con này coi như thế nào các bạn ha. Xả đáy thì mình chưa dùng bộ lục giác. Đây, dùng bộ lục giác nha. Mở cái con ốc này ra nữa các bạn. Xả cái đáy mình xăng con nữa nha. Mình khóa lại.
làm này tốt, làm cái này. Rồi lát mình sẽ mở này ra luôn để mình làm vệ sinh cái lưới lọc cho nó các bạn ha. Là vệ sinh lưới lọc, ở đây có một cái lưới lọc gió nè, chống bụi nè, mình sẽ làm cho bạn xem. Cái máy này ở đây hiện tượng là khó nổ các bạn ha, tại chủ xe người ta để lâu á, hiện tượng là khó nổ thì mình giờ làm cho nó nổ máy chứ phải đặt lại bình thường hết thôi. Xe này chủ xe thấy không đi 4 tháng rồi nên máy nó không có nổ được. Sau khi mình mở cái ngóc này các bạn, mở cái ngóc này ra ha. Rồi là mình mở nó ra thì mình sẽ lấy được cái hộp này ra. Rồi các bạn thấy không? Lấy được ra. Rồi thì trong đây là những bộ phận của cái lưới lọc khí nè, nó hút không khí vô để nó lọc qua cái lưới này để lấy không khí vô để nó chế hòa khí, nó cung cấp oxy cho cái lượng hòa khí để trộn chung với hỗn hợp nguyên liệu để nó làm cho nổ máy xe các bạn. Rồi nó nguyên liệu á, nó cung cấp cho cái xe hoạt động các bạn. Rồi mình sẽ dùng hơi, mình thổi sạch sẽ hết cái này. Rồi dùng hơi á, mình làm vệ sinh á. Rồi mình vàng xem mình làm vệ sinh ha. Dùng cái hơi nè các bạn thấy không, chúng là xịt đây, xịt vô nó cắn ra thấy không, đèn vô cắn ra không. Sạch sẽ là nó hút khí, nó thông thoáng lắm, nó dễ nổ máy các bạn không? Rồi, hồi nãy mình cũng đã làm bình xăng rồi, giờ mình làm cái bô e rồi, giờ mình đợi điện và mình kích đề các bạn ha. Rồi khi mình đề được thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Các bạn xem video thấy hay á, nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Đề nó yếu lắm các bạn, đợi nó chút xíu các bạn, đợi cho cái điện nó nhiều. Đấy, sau khi mình gạt bình á, mình kích đề nó không lên nữa, bắt buộc phải thay bình mới các bạn. Đó là do cái đề mình đã kích đề mình đề không được nữa. Nếu mà khi mình kích đề á, mình đề không được nữa là mình phải thay bình ắc quy nha các bạn ha. Khi mình làm sạch sẽ xong rồi, cái này mình lắp vô đây, mình làm xong rồi là mình lắp vô rồi các bạn. Đó đây các bạn, giờ mình lắp vô nha các bạn ha. Thì mình làm á, cái gì khi mình chia sẻ được với các bạn, mình cứ chia sẻ ấy. Thực hành theo giống như mình là để tự sửa chữa những cái xe ở nhà của mình các bạn, những cái không cần thiết thì mình cũng tự làm được, như mấy anh thanh niên.
viên này kia đồ là cứ mày mò học hỏi thôi các bạn ha. Quậy dọc đi từ từ cái mình sẽ quen, mình làm việc nó tự tin các bạn, không có ngại vậy đó, cái gì không biết cũng phải học đó các bạn, cứ yên tâm các bạn ha. Các bạn xem video bạn thấy thì các bạn làm theo để mình cũng mình cũng như mọi người thôi, thì mình học rồi mình làm, mình chia sẻ cho anh em những cái cách để mà tự bảo quản sửa chữa xe của mình tại nhà luôn các bạn, những cái chi tiết nhỏ nhỏ mình tự làm được các bạn ơi. Những cái bệnh lặt vặt linh tinh nó không có nặng nhọc về, những cái kỹ thuật cao này kia rồi thì mình cứ tự xử hết các bạn ha. Rồi này sau khi mình hết là xong các bạn, rồi mình coi như là vệ sinh cái phần boe là xong. Rồi mình chỉ bây giờ là đợi cái này là hồi nãy mình cũng xả rồi, mình đợi xăng nó xuống nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình đợi cho cái bình này nè nó nạp đủ điện là mình sẽ tích đề. Còn bây giờ thì mình sẽ như là cái lượng xăng này nó đề nó đủ quá, thì cái này là hệ thống Suzuki thì nó xài cái khóa tự động nằm ở dưới đáy cái bình xăng là chính á. Khi mà máy nó đề một hai dòng đầu á, cái ống này nè nó sẽ hút hơi vô bình xăng con này, nó dùng hơi cái máy hút theo cái đường ống này các bạn, đường ống này nè nó sẽ không mở, làm cho mở cái van tự động ở dưới cái bình xăng chính, nó chảy xăng vô đây thì một hai tua đầu đó nghĩa là không đổ máy được rồi. Nhưng mà tới thứ mình phải đợi lần thứ ba thứ tư á thì đầu xe nó mình không máy ngon lành, thì lúc bắt đầu là cái xăng dự trữ ban đầu đã có rồi, thì những lần đời sau, những cái lúc mình khởi động lại lần sau thì nó sẽ dễ dàng hơn những cái lần đầu nữa các bạn. Rồi nè, các bạn đợi mình nạp bình khoảng chừng tổng có tiếng đồng hồ cho nó ngon các bạn. Rồi một sau một tiếng đồng hồ nữa thì nạp điện cho cái bình xong rồi mình sẽ kiểm tra lại coi cái bình này nó có hoạt động được tốt hay là không tốt các bạn ha. Thì xe này đã cũng 4 tháng rồi cho nên nó cũng hơi bị khó nổ một chút. Rồi là mình phải chờ đợi, trong khi chờ đợi hello các bạn. Giờ sau khi mình đã kiểm tra và mình đã sạc bình đầy đủ rồi đó, mình bấm đề máy đã nổ các bạn. Rồi thì máy nổ xong ngon là thì mình ráp rồi mình giao xe khác các bạn ha. Thì đến đây mình cũng xin kết thúc video các bạn. Nếu các bạn xem video thấy hay nhớ like, share và subscribe cho đúng không các bạn. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.